Dự án thành phần cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đi qua huyện Vĩnh Linh, có tổng chiều dài tuyến chính 14,25 km, 1,5 km tuyến nhánh, 2 km cầu vượt thuộc địa bàn các xã Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Vĩnh Thủy, Vĩnh Sơn và thị trấn Biên Quan. Dự kiến đến ngày 25 tháng 12 năm 2022, công tác bàn giao mặt bằng sẽ hoàn thành 11,5 km, giải ngân hết 70 tỷ đồng. Tuy nhiên đến thời điểm này, việc giải phóng mặt bằng vẫn còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc do địa bàn huyện Vĩnh Linh có chiều dài tương đối nhiều, đi qua nhiều xã thị trấn và ảnh hưởng đến nhiều đối tượng. Bên cạnh đó, một số hộ dân vẫn chưa đồng ý với phương án đền bù. Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Hà Sĩ Đồng đánh giá cao công tác triển khai giải phóng mặt bằng tại địa bàn huyện Vĩnh Linh, qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo đồng thuận cao trong nhân dân. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị huyện Vĩnh Linh tiếp tục triển khai các biện pháp giải phóng mặt bằng, dồn toàn lực để thực hiện đúng mục tiêu đặt ra. Đồng thời, giao cho Sở Tài nguyên Môi trường cùng với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh rà soát, xem xét lại chính sách hỗ trợ 45% giá đất ở đối với các thửa đất vườn, ao trong cùng thửa với đất ở mà không có nhà ở để hỗ trợ người dân với mức đền bù thỏa đáng. Bên cạnh đó, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Đôn đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh cần tập trung nhân lực thực hiện công tác đo đạc quy chủ hoàn thiện và bàn giao hồ sơ thu hồi đất cho huyện Vĩnh Linh chậm nhất là đến ngày 20 tháng 12 năm 2022.